hỏi đốt vàng mã cho người chết á, người chết có được hưởng không? Rồi con đi chùa thì con được đại đức trụ trì của chùa Minh Hiệp á dạy cho con là không nên đốt, vì đốt nó không có lợi lộc gì. Cái thứ hai là con đi, khi con đi về nhà thì người nhà và những người xung quanh con á, họ vẫn đốt. Rồi họ thậm chí là họ còn đốt cả nhà, cả xe, cả những vật dụng, đồ dùng khác nữa. Cái vấn đề này con cũng rất là mơ hồ, con cũng muốn Thượng Tọa là hoan hỷ giải thích cho con được rõ tường tận hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Để hiểu rõ quan điểm của Phật giáo về vấn đề đốt giấy vàng mã đó, thì quý Phật tử có thử suy nghĩ ha những điều sau đây. Khi căn nhà hay phân xưởng của mình do bất cẩn bị chạm mạch điện bốc cháy, thì ngôi nhà đó còn sử dụng được không? Phần lớn thì lắc đầu. Gia đình cho bụi còn sử dụng gì nữa, ngồi nước mà khóc thôi. Khi tiền thật, vật dụng thật của quý vị bị đốt cháy, thì đồng tiền đó, vật dụng đó còn giá trị thương mại hay giao quán nữa không? Quý vị cũng lắc đầu là không. Rất là đúng. Giấy vàng mã về bản chất là tiền giả, nhà giả, áo quần giả, vật dụng giả, xe cộ giả, không có giá trị giao quán thật khi chưa đốt. Khi đốt cháy, chúng trở thành tro bụi, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực thật về môi trường, vì nó dẫn đến ô nhiễm không khí, bụi bặm bay lung tung, bất cẩn nó có thể cháy nhà. Theo học thuyết 12 mất sức sự sống, sau khi chết, con người tiếp tục tái sanh ngay lập tức. Về sau này Phật giáo Đại Thừa đưa ra cái khung thời gian trễ nhất là 49 ngày, dung hòa giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Nhanh nhất là một tích tắc, trễ nhất là ngày thứ 49 sau khi chết. Tất cả những người chết, tâm thức đều tách rời khỏi thi thể, cho nên tâm thức đó sẽ không hưởng thụ được bất cứ cái gì từ tập tục đốt giấy vàng mã của người còn sống. Về phương diện nhân quả đó, người đốt giấy vàng mã là đang phá tài sản và tiền bạc thật của mình bằng sự đốt cháy. Đang khi đó, tại Việt Nam chúng ta có khoảng 40 triệu người đang sống ở mức nghèo và cận nghèo. Hãy dùng tình thương từ bi của Đạo Phật quy đổi tổng số tiền mà mình muốn đốt giấy vàng mã cho bà tổ tiên á, vào những ngày lễ giỗ, để làm từ thiện cho những người đó và nhân danh ông bà mình làm, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi lạc bởi cộng hưởng nhân quả. Người Trung Hoa có quan niệm sanh ký tử quy, sống tạm bợ dân gian vài chục năm, chết về âm phủ vĩnh hằng, tức là tồn tại dưới lòng đất. Từ đó người ta mới đưa ra cái quan điểm trần sao âm vậy, tức là cuộc sống xã hội trên dương thế này thế nào thì ở dưới âm phủ đó cũng như thế. Đó là mê tín. Dưới âm phủ không làm gì có sự sống của con người, bởi vì oxy đâu thở. Chúng ta sống là nhờ oxy. Nếu dưới âm phủ có các cái nhà xây dựng giống như là những cái nhà trú ẩn bom nguyên tử, hay là trú ẩn chiến tranh, chẳng hạn như là địa đạo Củ Chi, một mạng lưới giống như là các tổ kiến chằng chịt dài hàng trăm cây số dưới lòng đất, nếu có làm được như thế thì sự sống mới tồn tại, vì khoảng trống không gian đó tạo ra oxy. Còn nằm ở dưới lòng đất mà không có cái đó thì không có oxy, làm sao sống được.
vì tin rằng là ở dưới âm phủ có sự sống của con người, có 10 cửa ngục, 10 thập địa minh dương cai quản, cho người ta mới đốt giấy vàng mã không? Để đúc lót từ lúc á, di quan cho đến thời điểm hạ quyệt. Suốt cái quãng đường đó tới người Trung Hoa ta mua, ta mãi lộ mà, ta mới mua giấy vàng mã, ta rải tiền để mua các ông thần địa phương. Và cái tấm triệu là gì? Là cái tấm ghi tên của hương linh, năm tháng ngày giờ chết, để cho các ông thần linh từ địa điểm ở ngay cái nhà hoàng cho đến lúc mà đến địa điểm hạ quyệt thì mua và biết được đây là hương linh mà người thân của họ đã mãi lộ rồi, thì tránh tình trạng xuống âm phủ ma cũ ăn hiếp ma mới, thế thôi. Thế người Trung Quốc người ta có cái tập tục lại quả hối lộ, người sống là hối lộ luôn cả người chết, đó là một cái tập tục rất xấu. Dân hóa Ai Cập á, thì cho rằng á, người ta chết là tồn tại vĩnh hằng dưới âm phủ, cho nên các vị vua á, trong thời gian tại vị nỗ lực xây dựng kim tự tháp hoành tráng, và đến lúc mà hạ quyệt và vua đó thì hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái phải được chôn sống theo. Dưới đế kim tự tháp là ngọc ngà châu báu được triều cống á, phải được á, chôn trước. Xác chết của vua sẽ được ốp xác để tồn tại hàng nghìn năm để nhà vua tiếp tục hưởng thụ. Đó là một tập tục bất dẫn, bất nhân, phạm pháp, giết người sống bởi niềm tin mê tín. Thì người Trung Quốc có tiến bộ hơn, thay vì chôn vàng bạc thật họ làm vàng mã, thay vì chôn con người thật họ làm người nộm, thay vì làm kim được thắt thật thì họ làm nhà vàng mã. Giờ có tiến bộ hơn, tập tục đốt giấy vàng mã và tin tưởng vào âm phủ của nền văn hóa Trung Hoa và Ai Cập, hai nền văn hóa lớn nhất gì của thế giới đều được liệt vào nhóm mê tín theo quan điểm Phật giáo. Còn theo Đức Phật á, 10 tháng trung bình sau khi chết, đối với trường hợp sanh non là 8 tháng rưỡi, sanh muộn là 11 tháng rưỡi, người chết đó sẽ được tái sinh thành một cô cậu bé mới. Như vậy, trong lúc có mặt trong bào thai mà Kinh Trung Bộ nói rõ, đòi hỏi đến 4 yếu tố: thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba tinh trứng giao cấu trong thời kỳ người nữ thụ thai, và thứ tư trong vũ trụ này có ít nhất một người cho đến nhiều người với mẫu số nghiệp tương đương vừa chết để tái sanh vào. Thuật ngữ Phật học gọi đó là Nama Rupa. Nama đó dịch theo nghĩa hiện đại đó là tâm thức. Rupa đó dịch sau nghĩa hiện đại đó là phôi thai. Đức Phật đã đi trước khoa học về vấn đề này. Do đó tôi khuyên các quý Phật tử không nên tiếp tục phí tiền bạc gây ô nhiễm môi trường bằng tập tục đốt giấy vàng mã cho người chết. Là người đệ tử Phật đó thì chúng ta nên nghe lời Phật dạy, cúng dường trai tăng, tham gia các Phật sự, xây chùa hoặc là làm việc thiện, việc nghĩa nhân danh người chết làm, thì người chết đó được cộng hưởng 1/7. Người trực tiếp làm được hưởng 6/7 vì nhân quả mà. Nếu không có sự kiện đau lòng của người chết ở trong họ tộc của mình, chưa chắc con cháu đã mạnh dạn phát tâm làm các Phật sự đâu. Việc đó rất là cụ thể. Cho nên người chết đã không trực tiếp làm được, cũng không có ra lệnh làm, cũng không nhờ ai làm, nhưng mà cái cộng hưởng vì mình mà người ta làm, cho nên hưởng được 1/7. Tài khoản công đức vô hình đó sẽ đồng hành với người chết trong tiến trình tái sinh. Đó là văn hóa Phật giáo đối với sự tống táng. Và là Phật tử thì chúng ta nên làm theo. Còn các tập tục dân gian có gốc rễ từ Trung Quốc hay bất kỳ một tôn giáo nào đó, nếu là mê tín ngược lại với chân lý Phật dạy đó, thì chúng ta phải dứt khoát nói không. Đừng nên tiếp tục an ủi mình, thà dư thừa hơn thiếu. Cái tâm niệm an ủi đó đã trở thành thực phẩm tiêu cực
làm cho các tập tục mê tín sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc sống tinh thần của chúng ta, mà vốn không nên như vậy. Cho nên rất mong các quý Phật tử hưởng ứng, nói không với mê tín, nói không với tục đốt giấy vàng mã, và hãy cho một tràng vỗ tay để cam kết việc này. Xin mời Phật tử nào